82 phẩm Phật pháp. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các pháp lành này là pháp của Bồ Tát thì những gì là pháp của Phật? Phật dạy: này thiện hiện pháp của Bồ Tát cũng là pháp của Phật, nghĩa là các Bồ Tát trong tất cả pháp đều giác ngộ tất cả tướng, do đó mà chứng nóc trí nhất thiết tướng, đoạn hẳn tất cả tập khí và tương tục. Nếu chư Như Lai ứng tránh đẳng giác đối với tất cả pháp, ngay trong một sát na tương ưng với diệu tọa thì hiện chứng đẳng giác rồi chứng đắc quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà này thiện hiện đó gọi là hai pháp sai biệt của bồ tát và phật giống như hai vị thánh mặc dù cả hai là thánh nhưng về sự tu hành hướng đến đạo và trụ quả chứng có sai khác vậy pháp mà thành tựu chẳng lẽ không sai khác như vậy này thiện hiện nếu trong đạo tu hành không có gián đoạn đối với tất cả pháp mà chưa thoát khỏi ám chướng chưa đến bờ bên kia chưa được tự tại khi chưa đắc quả thì gọi là Bồ Tát. Nếu trong đạo tu hành giải thoát đối với tất cả Pháp mà thoát khỏi ám chướng đã tới bờ bên kia, đã được tự tại, khi đã được chứng quả mới gọi là Phật. Đó là sự sai khác giữa Phật và Bồ Tát. Do quả vị có khác nên Pháp không thể không khác, nhưng chẳng thể nói tánh của Pháp có khác cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tự tướng của tất cả Pháp đều là không, thì tại sao trong cái không của tự tướng có các sự sai khác nói đây là địa ngục đây là màng xanh đây là ngạ quỷ đây là người đây là trời đây là trùng tánh địa đây là đệ bát địa đây là dự lưu đây là nhất lai đây là bất hoàn đây là a la hán đây là độc giác đây là bồ tát đây là như lai bạch thế tôn những chúng sanh nói như vậy đã không thể đắc và nghiệp họ tạo cũng không thể đắc nếu nghiệp đã tạo đã không thể đắc thì quả dị thuộc kia cũng không thể đắc. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói, tự tướng tất cả Pháp đều không. Trong cái không của tự tướng thì hữu tình đã không có quả dị thục của nghiệp, trong cái không không có tướng sai khác. Nhưng các hữu tình đối với lý không của tự tướng các Pháp không biết như thật, cho nên tạo tác các nghiệp hoặc thiện hoặc ác, nhờ tạo nghiệp thiện được tăng trưởng nên sanh trong trời người do tạo nghiệp ác tăng trưởng nên đọa trong ba đường ác trong nghiệp thiện đối với nghiệp thiền định mà tạo tác tăng trưởng thì được sanh vào cõi sắc hoặc cõi vô sắc Do nhân duyên này mà các đại Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, an trụ trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, an trụ trong chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, an trụ trong thánh đế khổ tập diệt đạo, tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành tám giải thoát cho đến mười biến xứ, tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tu hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, tu hành tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, tu hành năm loại mắt sáu phép thần thông, tu hành mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng, tu hành pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, tu hành trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng này thiện hiện các đại bồ tát đối với các pháp bồ đề phần như thế, tu không gián đoạn, không thiếu khuyết, phải làm cho nó viên mãn, khi viên mãn rồi, thì có thể phát sanh kim cương dụ, định thân cận, hỗ trợ bồ đề, và chứng đắc quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề, làm những việc lợi ích cho các hữu tình, không cho hư hoại. Vì không hư hoại nên các hữu tình thoát khỏi các khổ não trong sanh tử, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn Phật đã chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề rồi thì có bị sanh tử trong các cõi không? Phật bảo: Không. Cụ Thọ thiện hiện thưa: Phật chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề rồi có nghiệp đen nghiệp trắng, nghiệp trắng đen, nghiệp chẳng phải trắng đen không? Phật bảo: Không. Cụ Thọ thiện hiện lại bạch Phật, nếu Phật không còn sanh tử trong ác thú và tạo nghiệp sai khác như vậy, tại sao đưa ra đây là địa ngục, đây là bảng xanh, đây là ngạ quỷ, đây là người, đây là trời, đây là trùng tánh địa, đây là đệ bát địa, đây là dự lưu, đây là nhất lai, đây là bất hoàn, đây là A-la-hán, đây là độc giác, đây là Bồ-Tát, đây là như lai. Phật dạy, này thiện hiện các hữu tình có tự biết tự tướng của các pháp là không hay không thiện hiện thưa bạch thế tôn không phật dạy này thiện hiện nếu các hữu tình tự biết tự tướng của các pháp là không thì đối với quả vị vô thượng chánh đằng bồ đà các đại bồ tát không cần phải cầu chứng mà phải dùng phương tiện thiện xảo cứu vớt các hữu tình ra khỏi đường ác sanh tử vì các hữu tình không biết tự tướng của các pháp đều không nên bị luân hồi trong các cõi chịu vô được khổ, cho nên các đại bồ tát đã nghe Phật nói về tự tướng của tất cả pháp đều không rồi, vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình mà cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, dùng phương tiện thiện xảo cứu vớt các hữu tình sanh tử trong cõi ác thiện hiện nên biết các đại bồ tát thường nghĩ như vậy chẳng lẽ tất cả pháp thật có tự tướng giống như những sự chấp trước của phàm phu dị xanh hay sao nhưng vì do họ phân biệt điên đảo nên trong cái không thật có mà sanh vọng tưởng thật có nghĩa là trong cái vô ngã mà sanh vọng tưởng có ngã trong cái không hữu tình mà sanh vọng tưởng có hữu tình nói đầy đủ cho đến trong cái không có người thấy mà tưởng là có người thấy thấy trong cái không có sắc mà tưởng là có sắc, trong cái không có thọ tưởng hành thức mà tưởng là có thọ tưởng hành thức cho đến trong tất cả pháp hữu vi, nhưng do sức hư vọng điên đảo phân biệt nên chẳng thật cho là thật, chẳng có chấp là có, do đó mà tạo ra thân khẩu ý nghiệp không thể giải thoát ra khỏi sanh tử trong đường ác, ta nên cứu vớt để chúng được giải thoát. Nghĩ như vậy rồi, Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng các pháp lành mà giáo hóa họ không đi ngược với sự tu hành của các Bồ Tát hạnh và lần lần viên mãn tư lương Bồ Đà. Tư lương Bồ đề đã viên mãn rồi, thì chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà chứng bồ đề rồi vì các hữu tình mà giảng nói khai thị phân biệt kiến lập về sự thật của bốn thánh đế nói đây là khổ thánh đế đây là khổ tập thánh đế đây là khổ diệt thánh đế đây là con đường đi đến khổ diệt thánh đế lại đem tất cả các pháp bồ đề phần và dùng trí thông đạt mà thâu nhiếp tất cả trong bốn thành đế lại nương vào tất cả các pháp bồ đề phần dùng trí vi diệu thi hành xây dựng phật pháp tăng bảo Nhờ ba ngôi báu này xuất hiện trên thế gian làm cho các loại hữu tình giải thoát sanh tử. Nếu các hữu tình không quy y tin tưởng Phật Pháp Tăng Bảo, sẽ tạo ra các nghiệp ác bị luân hồi trong các nẻo, chịu vô lượng khổ cho nên phải quy y Phật Pháp Tăng Bảo. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn vì nhờ Thánh Đế khổ tập diệt đạo mà các loại hữu tình được nhập niết bàn, vì nhờ trí thánh đế khổ tập diệt đạo mà các loại hữu tình được tiết bàn. Phật dạy, này thiện hiện chẳng phải do thánh đế khổ tập diệt đạo mà các loại hữu tình nhập niết bàn, chẳng phải do trí thánh đế khổ tập diệt đạo mà các loại hữu tình sanh nhập niết bàn. Này thiện hiện ta nói tánh bình đẳng của bốn thánh đế, tức là niết bàn. Như vậy, Niết Bàn không do khổ tập diệt đạo đế mà được, không do trí khổ tập diệt đạo đế mà được, chỉ do bát nhã ba la mật đa, trực tánh bình đẳng mới gọi là được Niết Bàn. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn những gì gọi là tánh bình đẳng khổ tập diệt đạo. Phật dạy, này thiện hiện đối với nơi nào không có khổ tập diệt đạo đế không có trí khổ tập diệt đạo thì gọi là tánh bình đẳng của bốn thánh đế tánh bình đẳng này tức là bốn thánh đế tất cả chân như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đùi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ phật xuất hiện ra đời hoặc không xuất hiện ra đời thì tánh tướng ấy vẫn thường trụ không hư hoại không biến đổi, như vậy gọi là tánh bình đẳng của khổ tập diệt đạo. Các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì muốn hiểu rõ tánh bình đẳng của bốn thánh đế này, nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, khi hiểu rõ tánh bình đẳng của bốn thánh đế này thì gọi là hiểu rõ chân chánh vẻ tất cả thánh đế, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì muốn giác ngộ tánh bình đẳng của bốn thánh đế này, nên hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Nếu khi biết rõ tánh bình đẳng của bốn thánh đế này gọi là giác ngộ chân chánh về tất cả thánh đế, không rơi vào địa vị thanh văn độc giác mà lại nhập vào tránh tánh ly xanh của Bồ Tát. Phật dạy, này thiện hiện các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không có một pháp nhỏ nào mà không thấy như thật. Khi biết